Hello, chào mọi người, chào các bạn. Mấy hôm nay á, ở chỗ Tina nó nóng lên gần 100 độ F luôn các bạn. Nóng quá, mấy cái lê cũng muốn chết queo luôn. Hôm nay Tina ra, Tina hái mấy cái lê, các bạn nhìn cái lê. Lê này. Hôm nay Tina sẽ hái mấy cái lê để coi cái nào nó to to hái. Mấy cái này cũng hơi nhỏ nhỏ, chưa có lớn lắm. Bên này cũng có một nhánh nó không queo này. Tina sẽ tìm mấy cái trái lê bự bự Tina hái à. Cái lê này năm này nó cũng không có nhiều lắm, nó cũng ok thôi chứ không có nhiều lắm đó các bạn. Có mọi năm á nó nhiều lắm. Nó mọc lên tới đằng kia luôn cả. Đằng kia một chùm. Tina lừa mấy cái trái bự Tina hái trước. Các bạn xem đó, còn cái nhánh bên này này cũng có một cái nhánh bị chết ở đây, nó mọc xuống như thế này luôn. Em coi bên này các bạn, cái này nó khô này các bạn, đó đây này, đó, một chùm này, wow, đây một chùm lê này các bạn, đó mấy trái này nè. Có một trái thì nó bèo luôn này. Thì này sẽ hái cái này này, một chùm. Đây cũng có mấy trái này. Qua hướng bên kia cho các bạn xem. Đây, đây cũng một chùm. Trái này nó thấp thấp này, con gái trên thì hái được đó. Ở bên này cũng này, quá chừng luôn các bạn. Kia đây này. Kìa, qua hướng này, ở dưới này này, ở dưới này có một nhánh nó thấp xuống dưới đất này các bạn. Đó. Có trái quá chừng luôn. Một nhánh như vậy mà nó đến mấy trái luôn rồi. Đây. Cái nhánh này nó mọc này các bạn. Đó. Nó hạ xuống đất đi. Đây. Đó. Bên này là một chùm đến mấy trái này, có đến 5 trái này các bạn. Để đây. Đó. Cái này chắc Tina hái một chùm luôn các bạn ơi. Đó. Wow. Úi trời, nó rung, một cái nó rung. Ngon nhìn này. Chùm dễ thương không? Đó, để đây. Rồi. Ở đây nó còn trái. Cái lê này Tina rất thích, nó giòn á chứ không phải mềm. Nó ăn giống như là ổi vậy đó. Đây cũng trái
bự nữa các bạn. Coi trên này, đây. Đây một chùm mấy trái đây. Cái này. Đây hai cái bường này các bạn, anh hái cái cuốn luôn cho nó lông cho nó tươi đó. À, dễ thương không? Đây trái này này nó còn nhỏ, đây cũng một nhánh cũng mấy trái luôn rồi các bạn. Cái này mấy trái này đây, trái này trái nè. Còn trái này nó bị hơi bị méo một chút mà. Mà cũng không sao đâu. Cái này ăn là giòn ngon lắm các bạn. Cái này để vào làm muối ớt, làm muối ớt chấm nó giống như ăn ổi đó các bạn. Này nó giòn ăn giống như ổi vậy đó. Cái này hai ít cuốn này. Coi. Wow. Cái này một chùm cũng mấy trái luôn rồi trời. Ở đây đây. Cao quá. Các bạn. Cái này hơi cao. Cái này. Hết. Hai này. Chồng này nó thấy nè, mấy trái bự dưới này, cái này cao quá, khi nào vẫn tới trái đó to rồi mà hơi cao. Đây trái này, trái dưới này, trái này nó bự này đó, trái này đó. Chùm này hai trái này, hái luôn cái chùm này này. Đây. À, hai trái. Wow. Chùm này được hai trái đẹp cho các bạn. Trái như sinh đôi nè. À, bỏ xuống đây. Mới hái có một nhánh thôi cũng ngừng đầy giỏ này các bạn. Coi tiếp tục. Ở trên kia. Đây. Đây cũng có hai trái nữa còn nhỏ nè các bạn. Đó, đây đây. À, đây nè. Xuống đây. Vô trong này chút. Trái này. Đây con trái. Ok các bạn, đây là qua hướng bên kia. Ở đây con
hai trái này. Đây rỗ rồi các bạn ơi, cắt được rồi. Ok, trên cao kia nè các bạn. Đó, cái này là chắc phải làm cái khèo mới hái được chứ đâu có hái tới. Trên đó nó trái quá chừng nè các bạn, thấy không? Đó. Rồi, được một rổ lê nè các bạn đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tin này các bạn, video kế tiếp chào các bạn.